Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình quay một cái clip tâm sự với mọi người về những khó khăn khi phải đối mặt với cuộc sống ở bên Anh trong giây phút hiện tại vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 2020. Thì mình đang ngồi ở tiệm, hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ ra là hôm nay là mình nghỉ, không có mở cửa tiệm, nhưng mà vì tình hình dịch bệnh tiến triển phức tạp quá, khu vực của mình ở thì chưa có lệnh cách ly xã hội, vẫn còn có thể làm được, cho nên là cố gắng mở cửa luôn cả ngày chủ nhật để gọi là kiếm thêm. Thì trong đêm ngày hôm qua, 12 giờ đêm thì ở London đã phong tỏa khẩn cấp khi mà có chủng virus mạnh hơn virus cũ 70%, và người dân Anh ở London nói chung và người dân Việt Nam mình, tất cả các anh chị bạn bè ở trên đó đang phải đối diện với lệnh cách ly xã hội mà căng thẳng. Thì mỗi một năm người Việt Nam mình chỉ được một cái mùa thôi mọi người ạ, một cái mùa Noel để kiếm tiền, nhưng mà năm nay thì mắc trắng rồi. Thì từ ngày 20 tới ngày 24 là thường thường là phải đông khách lắm, nhưng mà năm nay thì mắc trắng rồi, kể cả tiệm của mình cũng vậy, rơi vào tình trạng khó khăn không thể nào diễn tả được. Thì quan trọng là sức khỏe, sau này không biết là có đủ sức khỏe để vượt qua giai đoạn này. Hít một hơi thật sâu vào mới nói chuyện được. Mình không thích mang những cái cảm xúc của bản thân mình đi lên trên những cái trang mà cộng đồng nhiều người xem, nhưng mà lúc nãy thì hơi khó kìm nén được. Thì mọi người xem tiệm của mình nè, vắng tanh luôn, không có một bóng người luôn. Mặc dù là mình rất là kỹ, có đầy đủ bảo vệ về khẩu trang, nước rửa tay, rồi kính mica để mà cách ly, để khoảng cách người giữa người á, nhưng mà vẫn ế. Thì bên đây á, mọi người biết không, nếu mà thu nhập của mình á thấp á thì cuối tháng mình không đủ chi phí. Mình ví dụ như tiền thuê riêng cái tiệm thôi là mỗi một tháng tính ra là 500 bảng hơn rồi. Rồi tiền thuê nhà cũng hơn 500 bảng, tiền điện, tiền nước, tiền nói chung là tiền các bill ga, bill nước, tiền vệ sinh, tiền chưa tính tiền ăn uống. Thì tất cả các chi phí riêng á, thì khoảng tầm hơn 1.200 tới 1.300. Thì tầm 40 triệu rồi, 40 triệu tiền Việt Nam mình. Còn các khoản khác như ăn uống hàng ngày, đi chợ mỗi một ngày, mình đi siêu thị mình ăn uống cho hai vợ chồng với con cái với thợ đó, thì tầm 20 đồng, trung bình là 20 đồng là mỗi ngày, như 600 ngàn rồi. Thì mỗi một tháng tính ra cũng phải mất mười mấy triệu tiền ăn nữa. Thì đó là tính tiền Việt Nam thôi, thì mình thấy nó to vậy thôi, nhưng mà bên đây thì mình làm ra nhiều thì mình phải chia các khoản nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chỉ cần 1-2 tháng mà mình không làm ra tiền thôi thì cuộc sống nó sẽ bế tắc, giống như kiểu nó sẽ bị động lại, và nó sẽ nợ, sẽ gây ra nợ nhiều lắm. Thì lần trước đó là lockdown, tức là cách ly xã hội đó, theo kiểu Việt Nam mình đó là cách ly xã hội đó, là hết 4 tháng.
lần thứ hai là hết một tháng, là trong cái tháng 11 với là nguyên tháng đó là đã bị ở nhà rồi. Bây giờ là sắp sắp tới là sẽ lockdown vô thời hạn nữa, là không biết tới khi nào, là trong nguyên một cái năm nay mình chỉ làm được khoảng tầm 3 tháng thôi, còn 7 8 tháng là bị cách ly rồi. Cho nên cuộc sống thật sự mà nói là rơi vào bế tắc luôn, riêng về gia đình của mình nói riêng thôi. Còn tất cả các anh chị khác mà những người ta có nền tảng sẵn, người ta có tiền của sẵn thì không sao, còn những người mà không có tiệm, người ta đi làm thuê thì thật sự là một giai đoạn quá khó khăn. Thì mình định gửi Ruby cho bảo mẫu ở nhà chăm để mình ra tiệm làm phụ, thì cô đó cổ nói là kiểu như thấy tình hình làm không được nữa cho nên cô nghỉ rồi, thì mình cũng đưa Ruby ra tiệm luôn. Thì trong khoảng thời gian này vừa lo lo đủ thứ hết, lo tiệm ế, lo không có khách, lo không có tiền chi phí, rồi thêm phần lo là sợ hãi nhất đó là con của mình, con nít á, mình mang ra tiệm á, rồi thêm bản thân mình đi làm, rồi gia đình đi làm nữa, thì thật sự mà nói là không đêm nào ngủ ngon được hết, vì sợ bệnh. Mà sáng nay á, vừa vừa thức dậy nghe tin 12 giờ đêm là ở London là có lệnh cách ly luôn, là bắt đầu mình cảm thấy thật sự sợ. Thì bây giờ cảm thấy cố gắng hết sức để giữ vệ sinh an toàn cho bản thân, rồi cho gia đình, cho con cái thôi, chứ mình không biết là có may mắn để qua được cái cơn dịch này mà không không bị mắc bệnh không. Tại rất là nhiều người Việt Nam mình, bạn bè của chồng mình rất nhiều luôn, rất nhiều người Việt Nam mình đã nhiễm bệnh, thì nguy hiểm tới tính mạng. Thì mình thấy là không 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 đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà về sức khỏe thì sa sút lắm. Tại vì khi mà cái bệnh này á, có bạn của chồng mình bảo là mắc mắc bệnh này xong rồi cơ thể sa sút, sức khỏe sa sút, và lúc thì mệt, lúc thì khỏe, nó giống như kiểu viêm phổi nặng ấy. Thì bây giờ nhiều tin đồn, nhiều tin làm gây hoang mang cho mình lắm, nhưng mà thực sự bên đây là bế tắc lắm mọi người ạ. Cho nên là bây giờ mình không biết là con đường về Việt Nam nó càng lúc nó càng xa. Đây Ruby đây, không quay lại được. Ruby đây. Ruby hello. Ruby ra tiệm với mẹ. Ruby ra tiệm mấy ngày rồi? Đầu năm á, thì khi mà lockdown á, ngay mùa hè là cái mùa làm ăn làm neo được á, thì mình lại bảo là thôi đi ráng đi, ai cũng vậy hết, người nào cũng bị kiểu không có làm ăn được á, thì toàn toàn thế giới mà, thôi đi ráng lay lắt đi qua tới Noel, mình cố gắng lại. Bây giờ qua tới Noel rồi thì không có thể nào mà diễn tả được, Noel mà tiệm vắng đến nỗi mà những ngày này, đáng lẽ ra hồi năm ngoái mọi người biết không, lúc đó lúc mình đang mang thai em bé, Noel những ngày như vậy nào mình làm cả bỏ ăn ấy, làm từ sáng làm tới tối luôn, tại vì khách đông mà đến nỗi mà người ta ngồi dưới đất luôn á, người ta đâu còn chỗ để ngồi đâu, người ta xếp hàng mà cửa mình mở tung ra, trời lạnh mà họ xếp hàng ở ngoài đường vậy đó để được làm bộ neo. Mà năm nay nãy giờ mình ngồi ngay tiệm mình nói chuyện với mọi người đó, mọi người thấy không, không có một khách nào đến tiệm làm hết. Thu nhập thấp mà đến nỗi mà không không đủ chi phí, không đủ gì hết. Thật sự ra đi Tây không phải sướng đâu mọi người ạ. Sướng thì sướng thật, ví dụ như ăn uống đồ này kia thì chất lượng ở bên này nó cũng đảm bảo an toàn, nói chung nhiều cái nó cũng sướng mà. Nhưng mà xa gia đình, xa quê hương, xa cha xa mẹ, rồi thêm phần dịch bệnh, rồi thêm đủ thứ để lo hết. Thật sự mà nói, ai nói đi Tây sướng thì đúng là sướng, cho những người nào mà họ có nền tảng tốt á, còn như mình á, đi qua để bắt đầu á, cuộc sống thì thật sự nó quá
quá quá khó khăn trong những cái giai đoạn này. Nhưng mà có cái thì được cái vợ chồng con cái lúc nào cũng cũng bên cạnh nhau để mà cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này á, thì an ủi được cái phần đó. Chứ chứ mà bây giờ mà chỉ cần mình thả lỏng một chút thôi, mình không cẩn thận một chút thôi thì coi như là mất mất cả sức khỏe, mất tất cả. Thì nếu mà các anh chị nào mà có xem cái clip này của mình, thì mình những anh chị mà đang ở trong vùng bệnh trong tâm dịch á, thì mình xin kính chúc cho tất cả mọi người bình an may mắn và nhiều sức khỏe để vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Mình xin chúc tất cả mọi người vượt qua khó khăn một cách nhanh chóng, để không 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 có phải rơi vào những cái trạng thái trầm cảm giống như mình đang rất là đấu tranh tâm lý, chứ nếu không thì mất ăn mất ngủ và không không biết phải phải nói như thế nào, phải lột tả hết cái tâm trạng của mình như thế nào. Thôi mình chào mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ và sức khỏe nhé. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình.